Đi ăn cơm ở căng tin với các anh em. Không ngờ Hoa Khôi lạnh lùng đã chờ đợi từ lâu. Ngồi xuống đi. Bi ca, chúng ta đừng ngồi qua đó nữa. Em hơi sợ. Muốn đi thì cậu đi, dù sao tôi không đi. Thẩm mỹ nữ có thể. Không được. Thẩm Hà mỉm cười danh mãnh với anh ta. Lạnh lùng cắt ngang. Mông tôi to, phải ngồi hai chỗ. Không sao, không sao, tôi và bạn sẽ tìm chỗ khác. Bị từ chối, bị Thái Dương kéo Trần Chí Thủy lùi thùi bỏ đi. Đối mặt với tên phản bội đồng đội này, trong lòng tôi mắng anh ta te tua. Cô cậu này, cố thần tây lấy từ túi ra một chai trà chanh, đặt trước mặt tôi, lạnh lùng nói, mua nhiều quá, uống không hết mới đưa cho cậu, đừng nghĩ lung tung. Cậu nói thẳng ra luôn rồi, tôi cũng chưa kịp nghĩ mà. Cảm ơn, tôi lịch sự đáp lại một tiếng, rồi mở chai trà chanh uống một ngụm, vừa đặt chai xuống, đã thấy ánh mắt mong chờ của cố thần tây, nhìn mình. À, vị thế nào? Khá ngon, coi như cậu có mắt. Nghe lời khen, cố thần tây mỉm cười hài lòng. Cũng cầm chai trà chanh trên tay uống một ngụm, rồi tiếp tục ăn cơm trong khay. Cậu không nói là không ăn nữa sao? Tôi có nói đâu. Tiểu Hà, nếu cậu không muốn ăn nữa thì đi trước đi. Tôi ăn nốt phần trong bát rồi đi. Thẩm Hà nghe lời cố thần tây, há hốc mồm, hàm dưới suýt rớt xuống đất. Tên si tình này thật vô phương cứu chữa. Tôi nhìn món ăn trong bát của cố thần tây, nếu không ngon, đừng ép mình ăn. Các cậu ít đến căng tin, không biết món nào ngon. Như hai món kia dầu nhiều, bọn tôi hay đến ăn cũng ít gọi. Nói xong, tôi đẩy khay của mình đến trước mặt cố thần tây. Tôi chưa ăn, nếu cậu không ngại, có thể nếm thử. Hành động này khiến Thẩm Hà như phát hiện ra trò vui, âm thầm cười thầm trong lòng. Tiểu Tây chưa bao giờ ăn đồ ăn trong bát người khác. Thằng nhóc, chuẩn bị ăn mắng đi. Ngại quá đi. Vậy tôi nếm thử một miếng nhé. Cậu ấy lại ăn đồ ăn trong bát đàn ông. Tiểu Tây, cậu ấy bị nhập rồi. Nhìn Thẩm Hà sững sờ. Cố thần tây hơi ngượng ngùng. Tiểu Hà, không phải cậu vội đi học tuyển thành viên mới sao? Hay là cậu đi trước đi, lát nữa tôi sẽ đến tìm cậu. Thẩm Hà nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, như đang hỏi anh vì một người đàn ông mà đuổi tôi đi à? Cố thần tây áy náy không dám nhìn vào mắt Thẩm Hà. Cậu mau đi đi, tôi ăn xong sẽ đến ngay. Hừ. Nếu cậu thích, phần cơm này cho cậu ăn, tôi sẽ gọi thêm một phần nữa, không cần phiền phức đâu, tôi ăn không nhiều. Vừa rồi ăn cũng gần đủ rồi, cậu ăn đi. Khay cơm của anh đầy ắp thức ăn, căn bản chưa ăn bao nhiêu. Tôi biết anh ngại, nên tôi thăm dò hỏi. Vậy tôi chia cho cậu một ít từ bát nhé. Được đấy, còn tôi cũng không ngờ cố thần tây lại đồng ý dứt khoát như vậy. Ôi trời ơi, cô nàng này hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Mà lúc này suy nghĩ trong lòng cố thần tây lại là, anh ấy tốt quá, rõ ràng bản thân không có tiền, chỉ có thể ăn món rẻ nhất, vậy mà còn chia đồ ăn cho mình, anh ấy thật là tốt quá đi. Tôi lo cố thần tây lại có biểu hiện kỳ quặc như trước. Tôi vô thức ăn vội thức ăn trong đĩa, rồi vội vàng đứng dậy. Cậu ăn chậm quá, tôi không rảnh đợi cậu, tôi còn phải đi thư viện dành chỗ. Hẹn gặp lại nhé. Ngày hôm sau, Vô Song ca, sao hôm nay anh đến muộn thế? Vừa đến nhà cố Thừa Hiên đã vây quanh tôi như con ong nhỏ vậy, vo ve ồn ào không ngừng. Sao anh có vẻ không vui thế? Chị em lại bắt nạt anh à? Anh đừng sốt ruột, lát nữa em sẽ mách mẹ. Tôi cười xoa đầu cố Thừa Hiên. Sao cảm giác hôm nay em vui quá vậy? Cố Thừa Hiên như chú mèo con cọ đầu vào lòng bàn tay tôi. Đúng rồi, Vô Song ca, em nói cho anh nghe này, hôm nay điểm thi giữa kỳ của em ra rồi. Cố thần tây vừa đỗ xe xong bước vào nhà, liền thấy tôi đang dùng chiêu xoa đầu với em gái mình. Cô ấy lại hơi ghen tị. Cố Thừa Hiên đáng ghét này. Em cũng muốn xoa đầu, em cũng có mà. Cố thần tây ghen tị nói lạnh lùng với hai người. Các người còn đứng trong phòng khách làm gì? Mau đi học đi. Biết rồi. Chị hung dữ cái gì chứ? Hừ. Cố Thừa Hiên bĩu môi, lè lưỡi rồi kéo tay tôi chạy lên lầu. Quay lại phòng Cố Thừa Hiên, cậu ấy lấy ra tất cả bài thi giữa kỳ, đặt trước mặt tôi. Hai tay chống hông, tự hào nói, lần này em đứng thứ 3 cả lớp đấy. Giỏi vậy cơ à, Hiên Hiên thật thông minh. Tôi không hề ngạc nhiên, nếu Cố Thừa Hiên chăm chỉ nghe giảng trên lớp, không nghịch ngợm, với cái đầu thông minh của Cố Thừa Hiên, thì dù không cần tôi kèm cặp, cũng đạt được thành tích tốt. Những dạng đề anh dạy em đều được điểm tuyệt đối, Hiên Hiên giỏi thật đấy. Tôi sắp xếp lại bài thi, rất nhanh nghĩ ra nhiệm vụ dạy học tối nay. Nào, anh giảng giải những câu sai cho em, lần sau cố gắng đạt thủ khoa cả lớp nhé. Sau khi dạy xong, Cố Thừa Hiên ghé sát vào tai tôi, nhỏ giọng nói, Vô Song ca, mẹ em bảo lần này em thi khá, muốn thưởng cho em đi Disneyland, anh đi cùng em nhé. Đối mặt với lời mời của cô bé lowly này, tôi cũng không từ chối, mà hỏi lại khi nào. Cố Thừa Hiên chớp chớp đôi mắt linh động, mong chờ hỏi cuối tuần này anh rảnh không? Chắc là rảnh, đừng nói chắc nữa. Cố Thừa Hiên nắm lấy cánh tay tôi lắc lắc mấy cái, làm nũng nói anh nhất định rảnh mà, đúng không?
không chống lại được sự làm nũng của Cố Thừa Hiên. Tôi cười khổ một tiếng, gật đầu nói rảnh rảnh mà. Cố Thừa Hiên vui mừng nhảy dựng lên khỏi ghế. Em đi nói với mẹ ngay đây, bảo mẹ mua luôn vé cho anh. Tôi vừa định nói không cần mua vé cho mình, nhưng Cố Thừa Hiên đã chạy mất dạng. Một lúc sau, Cố Thừa Hiên mặt buồn rầu quay lại phòng. Tôi nhìn dáng vẻ thất vọng của cậu ấy. Hỏi sao vậy? Không tiện dẫn tôi đi cùng à? Cố Thừa Hiên lập tức lắc đầu. Không phải, mẹ em đồng ý rồi. Nhưng chị em, chị cậu không muốn tôi đi à? Tôi mím môi cười, cũng không quá bất ngờ. Cô bé Cố Thần Tây này cuối cùng cũng hết cơn kỳ quá hôm qua. Nhưng Cố Thừa Hiên lại lắc đầu trợn mắt. Không phải, chị em cũng muốn đi cùng cơ. Chị cậu muốn đi? Cố Thừa Hiên bĩu môi tức giận nói. Ừ, rõ ràng chiều hỏi chị ấy có đi không, chị ấy còn nói không đi. Kết quả em vừa nói với mẹ xong là dẫn anh đi cùng. Chị em không biết từ đâu chui ra, nói muốn đi cùng chúng ta. Mà chị ấy còn bảo mẹ đừng đi nữa, để chị ấy dẫn hai đứa mình đi. Chỉ vì chuyện này thôi à? Tôi còn tưởng Cố Thần Tây không muốn tôi đi, nên Cố Thừa Hiên mới mặt buồn thiêu quay về. Chị cậu dẫn cậu đi, sao cậu vẫn không vui? Em không muốn chị ấy dẫn em đi. Cố Thừa Hiên bĩu môi nói. Chị ấy là đồ nhát gan, mỗi lần dẫn em đi công viên giải trí đều không cho em chơi trò chơi mạo hiểm. Rõ ràng là tự mình không dám, còn nói là vì em. Lời Cố Thừa Hiên chưa dứt, không biết từ khi nào Cố Thần Tây đã vào phòng. Cố Thần Tây vèo tai em gái, khuôn mặt lạnh lùng nhỏ nhắn ưng hồng. Cô hung tợn nói vào tai em gái. Em nói bậy bạ gì đấy? Có tin chị vèo rách tai em không? Á, đau đau đau. Cố Thừa Hiên vừa la hét vì đau, vừa cầu xin tha thứ. Sai rồi sai rồi, chị ơi tha cho em đi. Cố Thần Tây mới buông tay ra. Mẹ đã đồng ý rồi, cuối tuần này chị dẫn em đi Disneyland. Còn cả anh nữa, anh cũng đi cùng chị. Giọng điệu không cho phép phản bác và thái độ kiêu ngạo của cô ấy dường như không phải đến nhắc nhở hai người chuyện này, mà giống như nữ hoàng ra lệnh xong. Cũng không đợi hai người đáp lại, cô đã bước ra khỏi phòng em gái trước. Cố Thần Tây sau khi ra khỏi cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng đỏ bừng. Cố Thừa Hiên đồ chết tiệt, sao lại đi vạch trần chị trước mặt Dư Vô Song, mất mặt quá. Cố Thừa Hiên ôm lấy vành tai đỏ ửng vì bị véo. Tội nghiệp nhìn tôi. Vô Song ca, anh xem này, chị ấy hung dữ vậy, sau này ai dám lấy chị ấy chứ? Không như em chỉ là đứa em gái tốt thương anh trai thôi. Ha ha ha. Tôi bị chọc cười bởi giọng điệu đanh đá của Cố Thừa Hiên. Vẫn còn đau lắm à? Đôi mắt to của Cố Thừa Hiên đầy vẻ ủy khuất. Nói ư? Đau chết đi được. Vì hôm nay đến muộn quá, dậy xong đã gần 12 giờ đêm. Hơn nữa bác trai bác gái nhà Cố nhiệt tình mời mọc, nên tôi đồng ý nghỉ lại nhà Cố một đêm. Tôi gửi tin nhắn trong nhóm ký túc xá, nói với ba bạn cùng phòng tối nay không về. Vừa gửi xong tin nhắn, nhóm chat ký túc xá lập tức bùng nổ. Bây giờ cậu không phải đang ở cùng Cố Hoa Khôi đấy chứ? Không phải chứ, thằng nhóc này thật sự đã lừa được người ta rồi à? Anh đã chuẩn bị đầy đủ biện pháp an toàn rồi. Nghĩ gì vậy, tôi chỉ tạm trú một đêm ở nhà người ta thôi. Nhà người ta, các cậu đã gặp gia đình rồi à? Vô Song ca quá đỉnh, Bì Thái Dương thậm chí còn đăng luôn một bài văn ngắn. Tôi nhìn Bì Thái Dương, tin nhắn gửi có hơi kỳ lạ. Không biết thằng nhóc này kiếm đâu ra người vậy? Ngay lúc này, bác Cố bước vào, đưa cho tôi một bộ đồ ngủ ông ấy ít mặc, để tôi thay đồ. Cảm ơn bác. Không có gì, cháu rửa ráy nghỉ ngơi sớm nhé. Tôi mỉm cười gật đầu. Vâng, bác cũng nghỉ ngơi sớm ạ. Tôi ôm quần áo đến phòng tắm cuối hành lang. Tắm rửa sơ qua, lúc sấy tóc nhìn vào gương, vẫn thấy bản thân hơi đẹp trai. Sau khi sấy khô tóc, ngay khi tôi mở cửa phòng tắm, một bóng người lao về phía tôi, kèm theo một tiếng thét. Tôi giật mình trợn mắt, cúi đầu nhìn xuống, Cố Thần Tây đang ôm lấy eo tôi, ngón tay cọ sát qua lại trên bụng dưới của tôi. Eo cũng khá thon, hình như còn có cơ bụng. Không chắc lắm, để tôi sờ lén thêm cái nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi Cố Thần Tây, cậu đang làm gì vậy? Chào buổi tối. Chào buổi tối gì? Cố Thần Tây lắp bắp nói một câu, cố gắng xoa dịu sự ngượng ngùng, nhưng càng giải thích dường như càng ngượng. Tôi đến để dùng phòng tắm. Anh tắm xong chưa? Tắm xong rồi, cậu dùng đi. Được. Cố Thần Tây gật đầu, chuẩn bị bước vào phòng tắm, nhưng tôi lại đột ngột gọi cậu ấy, đợi đã. Sao vậy? Cậu đi tắm không lấy quần áo à? Và đúng rồi, tôi về phòng lấy đã. Cố Thần Tây nói xong, lại lùi thủi chạy về phòng. Cố Thừa Hiên vừa lên từ tầng dưới, nhìn chị gái vội vã về phòng, lại nhìn tôi cũng đang ngơ ngác, hơi khó hiểu. Chị em bị sao vậy? Không biết nữa, chị ấy định đi tắm. Cố Thừa Hiên nghe xong lại cau mày nói, phòng chị em có phòng tắm riêng mà, sao lại ra ngoài tắm? Cậu hỏi tôi thì tôi biết sao. Cố Thần Tây vùi đầu vào chăn, nằm sát trên giường nửa ngày không nhúc nhích. Cố Thần Tây, vừa nãy cậu đang làm gì vậy? Cậu lại định nhìn trộm Dư Vô Song à? Ngượng quá, ngượng chết đi được. May mà anh ấy không phát hiện, mất mặt quá. Nhưng sờ được cơ bụng hình như cũng đáng. Khoan đã, mình đang nghĩ lung tung cái gì vậy chứ?
Tặng chúng một đêm ở nhà vợ chưa cưới. Do sáng hôm sau dậy quá sớm, chỉ dám đợi trong phòng có người gọi ăn sáng. Trước mắt đã qua nửa tiếng, cuối cùng cũng đợi được Cố Thừa Hiên đến gọi. Gọi Cố Song Ca ăn sáng nào. Mọi người vội nên chỉ ăn qua loa. Ăn xong là đi. Bàn ăn rộng lớn, chỉ còn lại tôi và Cố Thần Tây lặng lẽ ăn bữa sáng. Bữa sáng rất ngon, tôi vô tình ăn rất nhiều, nhưng ngẩng đầu lên thấy Cố Thần Tây lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Tâm trạng tốt đẹp đột nhiên nguội lạnh một nửa. Cố Thần Tây đáng ghét này, cô ấy có phải đang mắng trong lòng tôi ăn nhiều quá không? Nhưng dưới vẻ ngoài lạnh lùng của Cố Thần Tây lại nghĩ dáng vẻ anh yêu ăn cơm trông thật dễ thương. Ăn nhiều vào. Sau khi ăn sáng xong, Cố Thần Tây lái xe đưa tôi về trường. Vừa xuống xe đã thấy Thẩm Hàng nghiêng đầu, mắt trợn tròn. Tối qua cậu không về ký túc xá, chẳng lẽ là với anh ta? Mặt Cố Thần Tây đỏ bừng, dùng tay đẩy nhẹ vai Thẩm Hà. Tiểu Hà, cậu nói bậy bạ gì vậy? Anh ấy kèm em gái tôi học bài khuya quá, nên ở lại nhà tôi một đêm. Thẩm Hà nghe xong càng kinh ngạc. Ồ, các cậu gan thế cơ à? Trực tiếp ở cùng nhau ngay trước mặt bố mẹ luôn. Cố Thần Tây hơi bực bội nói. Nhà tôi có nhiều hơn một cái giường. Anh ấy ngủ phòng khách, tôi ngủ phòng riêng. Chậc, tôi còn tưởng hai người tiến triển thần tốc, đã bắt đầu tạo ra tiểu ông. Cố Thần Tây bịt miệng Thẩm Hà, sợ tôi nghe thấy những điều không nên nghe. Cô trừng mắt nhìn Thẩm Hà, đừng nói bậy, con gái con đứa, sao trong đầu toàn thứ vàng vàng? Thẩm Hà gỡ tay Cố Thần Tây ra, ai bảo con gái không được thế chứ? Vừa nói, vừa ẩn hai tài sản kiều hạnh trước ngực. Cố Thần Tây hung dữ đấm cô một cái, còn khoe khoang về ký túc xá tôi bóp nát cho coi, đồ đàn bà độc ác, cậu chỉ ghen tị thôi. Chậc, tôi không thèm. Cố Thần Tây ra vẻ khinh thường, nhưng lại lén lút cúi đầu nhìn mình. Thầm lẩm bẩm trong lòng của tôi cũng không nhỏ. Được rồi, không đúng, mình đang nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Chắc chắn là do bị Thẩm Hà ảnh hưởng rồi. Còn tôi chỉ lo nhắn tin cho bạn cùng phòng, nhờ họ cầm hộ sách vở. Không biết họ đang nói những chuyện kỳ quặc gì. Bi Thái Dương là người đầu tiên trả lời trong nhóm. Được được được, cậu và em gái xinh đẹp chơi bời cả đêm. Sáng còn bắt bọn tôi mang sách cho cậu. Hứ, tên khốn, đừng có mơ. Rồi hai người kia cũng lần lượt hùa theo, gửi CD cơ. Tôi cũng không nói nhiều, trực tiếp chụp chỗ ngồi mình giữ, gửi lên nhóm. Vốn định giúp các cậu giữ chỗ ở hàng sau, tiện cho các cậu lát nữa lơ đễnh. Xem ra là tôi tự cho mình là đúng rồi. Ba người vừa nhìn thấy, lập tức rút lại CD cơ. Phụ Vương, con thừa nhận con vừa nói hơi to. Thế mới được tích sự, coi như cậu biết điều. Đến chỗ ngồi, Bi Thái Dương vừa ngồi xuống đã nắm lấy tay tôi định mở miệng. Tôi trực tiếp ngắt lời. Tối qua chẳng có gì xảy ra cả, cậu không cần hỏi nữa. Bi Thái Dương lập tức giơ ngón tay giữa. Đồ vô dụng, cha không có đứa con nhu nhược như cậu. Tôi trực tiếp đảo mắt. Lời không thèm để ý, thấy tôi không để ý, Bi Thái Dương lại quay sang nhìn Vương Kỳ. Cậu đừng học theo nó, mau chóng cưa đổ Dương Tuyết Nhi đi. Vương Kỳ hơi ngượng ngùng gãi đầu. Cái này không được đâu. Tôi với Tuyết Nhi mới yêu nhau. Mới yêu thì sao? Tôi nói cho cậu nghe, thấy anh ta lại đang truyền bá những suy nghĩ tồi tệ cho cậu thiếu niên trong trắng. Tôi cũng không thể nhìn được nữa. Trực tiếp kéo anh ta lại. Mày đừng làm quân sư quạt mò nữa, tự mình kiếm một em đi. Bi Thái Dương nhìn không xa, Thẩm Hà đang trò chuyện rôm rả với Cố Thần Tây. Này, cậu tưởng tôi không muốn à? Tôi để ý thấy ánh mắt của anh ta, nên khóe miệng nở nụ cười không lành. Nói, cậu không phải thích Thẩm Hà đấy chứ? Bi Thái Dương hiếm khi thấy ngượng ngùng. Ai mà không thích chị đại ngực to chứ? Dáng người còn ấn tượng thế kia, thích thì cứ tiến tới, đừng đợi đến khi cô ấy bị trái khác cơ đổ rồi. Trốn trong ký túc xá lén nghe đồng hồ quay ngược. Bi Thái Dương nghe xong mặt ngơ ngác cười. Cậu tưởng tôi không muốn à? Tối qua ở căng tin cậu không thấy à? Cô ấy không cho tôi cơ hội nào cả. Ha ha, trong lòng tôi chợt nảy ra một ý tưởng, nên bắt đầu lừa Bì Thái Dương. Không cho cậu cơ hội thì cậu tự tạo cơ hội, lấy hết tài tàn gái của cậu ra. Ba ngày cơ đổ Thẩm Hà, anh ta ghé đầu lại gần. Tạo cơ hội kiểu gì? Lát nữa tan họp chẳng phải là giờ ăn trưa sao? Cậu mời cô ấy đi ăn cơm ở căng tin đi, ai mà từ chối bữa trưa miễn phí chứ? Nếu cô ấy đồng ý thì cơ hội chẳng phải đến rồi sao? Bì Thái Dương nghe tôi nói thế, đột nhiên có cảm giác khai sáng. Anh ta lập tức giơ ngón cái lên. Ý hay đấy, vô song, không ngờ cậu cũng khá thông minh. Khoan đã, thế nếu cô ấy không đồng ý thì sao? Không đồng ý à? Cậu cứ dai mặt hỏi cô ấy ăn ở căng tin nào, rồi tự chủ động đi theo thôi. Đến nơi lại chủ động trả tiền cơm cho cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ có cảm tình với cậu. Bì Thái Dương cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Sao tôi thấy cậu đang lừa tôi thế nhỉ? Cách này chẳng phải là làm chó săn sao? Tôi lắc đầu nói, làm gì có chứ. Con gái như Thẩm Hà thích kiểu tổng tài bá đạo. Cậu mạnh mẽ một chút, cô ấy chắc chắn sẽ yêu cậu đến chết đi sống lại. Ồ, đại sư ơi đại sư, không ngờ cậu tán gái giỏi thế. Bì Thái Dương lập tức lộ vẻ kính phục. Tan học, Bì Thái Dương liền lao đến trước mặt Thẩm Hà. Chưa kịp mở miệng nói gì, anh ta đã cảm thấy chân trượt, rồi chân mềm nhũn, một cú trượt quỳ hoàn hảo trước mặt Thẩm Hà. Thẩm Hà ngơ ngác nhìn Bì Thái Dương trượt quỳ tới, nửa đùa nửa thật nói, đâu phải Tết đâu, giờ mà chúc Tết có phải hơi sớm quá không? Tôi có chuẩn bị lì xì đâu. Cố Thần Tây bên cạnh Thẩm Hà cũng tò mò, thằng nhóc này định làm gì? Đã dự cảm Bì Thái Dương sẽ mất mặt, tôi đã lấy điện thoại ra quay từ trước. Mặt Bì Thái Dương đỏ bừng vì ngượng, lập tức đứng dậy, lắp bắp nói, cái đó, tôi muốn. Mới nói được vài chữ, Bì Thái Dương cảm thấy dây thanh quản của mình như bị ai đó lấy mất, mãi không phát ra tiếng. Anh, Thẩm Hà cau mày hỏi, cậu muốn làm gì? Cảnh xấu hổ vừa rồi,
khiến não anh ta hơi lơ mơ. Lại thấy tôi ôm bụng cười lớn ở đó. Bị Thái Dương đột nhiên nảy ra ý tưởng, anh ấy muốn mời hai người đi ăn cơm ở căng tin. Cố Thần Tây và Thẩm Hà nghe vậy đều quay đầu lại, nụ cười của tôi đột ngột dừng lại, khóe miệng cứng đờ, ngơ ngác nhìn Bì Thái Dương, trong lòng nghĩ đúng là hại cha. Trên đường đến căng tin, Bì Thái Dương đầy vẻ áy náy, xin lỗi vì tình yêu của anh em, cậu chịu thiệt một chút nhé. Về ký túc xá tôi sẽ trả tiền cơm cho cậu, tôi thật sự cảm ơn cậu. Tôi trừng mắt nhìn Bì Thái Dương nhưng cũng không nói gì nhiều, không phải vì tiếc tiền, chỉ là hơi tức vì thằng nhóc này bán đứng mình. Tiền cơm của ba người cộng lại hơn 80, vốn gì cũng chẳng sao, nhưng Cố Thần Tây lại không nghĩ vậy. Lần trước đi Bách Lạc Môn cứu người chính là mặc bộ quần áo này, sau đó quần áo xuất hiện một chút rách, bản thân tôi còn không phát hiện, nhưng Cố Thần Tây lại để ý. Áo khoác ngoài của anh ấy bị rách, còn không nỡ mua cái mới. Không có tiền mà còn mời tôi ăn cơm, anh yêu tốt với mình quá. Tôi nhanh chóng giải quyết hết thức ăn trong đĩa, ngẩng đầu lên vừa đúng lúc đối diện ánh mắt Cố Thần Tây, phát hiện biểu cảm của cô ấy giống y hệt lúc sáng nay ăn sáng ở nhà cô ấy. Trưa nay tôi cũng đâu có ăn cơm nhà cô ấy, sao cô ấy lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Nhưng trong lòng Cố Thần Tây lại nghĩ, có nên mua cho anh ấy vài bộ quần áo không nhỉ? Anh ấy mặc sashi bao nhiêu nhỉ? Nếu mua quần áo anh ấy không thích thì sao đây? Ôi phiền quá, anh ấy đang lén nhìn mình, thích mình mà không dám nói, đồ ngốc. Lúc này Bì Thái Dương bên cạnh ăn cơm một cách lơ đãng, mấy lần định mở miệng xin ủy trách của Thẩm Hà nhưng lại do dự. Nhìn bộ dạng nhát gan của anh ta, tôi cũng thực sự không nhịn được nữa, trực tiếp mở lời giúp anh ta. Bạn Thẩm Hà, thật ra bạn cùng phòng của tôi. Chưa dứt lời, Bì Thái Dương đã bịt chặt miệng tôi. Anh ấy ăn no rồi, tôi đưa anh ấy về ký túc xá. Nói xong liền vác dù vô xong chạy ra khỏi căng tin, để lại Cố Thần Tây và Thẩm Hà ngơ ngác nhìn nhau. Không phải tự cậu nhát gan thì thôi, tôi giúp cậu, cậu sợ gì chứ? Thôi bỏ đi bỏ đi, tôi không dám đâu anh em, tôi chỉ là thằng hề thôi. Đối mặt với người mình thích còn nói không nên lời, loại người như tôi không xứng có tình yêu. Bì Thái Dương tự hạ thấp bản thân không đáng một xu, tôi tức giận mắng anh ta vài câu đồ thần kinh. Thật ra nhiều người chưa yêu đương đều như vậy, khi người khác bày mưu tính kế thì ai cũng giỏi hơn, nhưng khi thực sự gặp người mình thích lại không thể nói nên lời. Tiền cơm chưa bao nhiêu tôi chuyển cho cậu. Không cần, coi như bỏ tiền mua bài học. Bì Thái Dương khó hiểu hỏi, bỏ tiền mua bài học là sao? Không có gì, không có ý gì cả. Buổi chiều tan họp, tôi định về ký túc xá ngủ bù, nhưng Cố Thần Tây lại chặn tôi ở cửa. Đi với em. Cố Thần Tây nắm lấy cánh tay tôi, không cho phản bác, kéo tôi xuống lầu. Hai người dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh đi thẳng đến trước xe. Cố Thần Tây mở cửa xe, tôi ngơ ngác. Đi đâu vậy? Giờ dậy kèm cũng chưa đến mà. Lên xe trước đi. Cố Thần Tây vừa nói vừa không đợi tôi đồng ý, trực tiếp nhét tôi vào xe. Mua quần áo, tôi đâu thiếu quần áo, mặc quần áo rách như vậy rồi còn bảo mình có quần áo. Cuối tuần anh mà mặc thế này đi đi xin đi lăn với em thì em sẽ giận đấy. Anh không để ý quần áo này bị rách, nhưng trong ký túc xá anh còn quần áo đi đi xin đi lăn. Chưa dứt lời, Cố Thần Tây đã đưa ngón trỏ chặn lên môi tôi. Đừng nói nhảm, em tặng anh hai bộ mới. Sao em đột nhiên muốn tặng quần áo cho anh vậy? Chỉ vì cuối tuần đi đi xin đi lăn thôi à? Bị tôi hỏi thế, Cố Thần Tây cũng chợt nhận ra hành động của mình có vẻ kỳ quặc. Chỉ nghĩ đến chuyện dẫn anh ấy ra ngoài mua quần áo mà không nghĩ ra lý do hợp lý. Giờ phải nói sao đây? Phiền quá, đầu óc trống rỗng. Thấy Cố Thần Tây mặt lạnh im lặng nửa ngày cũng không nói câu nào, tôi thăm dò hỏi. Em thấy anh mặc thế này nghèo nàn lắm à? Cố Thần Tây dường như không nghe rõ, lơ đãng gật đầu. Ờ khoan đã, anh ấy vừa nói gì cơ? Trời ơi, mình lại thừa nhận anh ấy mặc nghèo nàn. Cố Thần Tây, mày làm cái trò gì vậy? Cô ấy lập tức muốn an ủi tôi. Thật ra con trai nghèo một chút không sao, nhưng vừa nghèo vừa xấu thì à. Nhưng vừa mở miệng cô ấy đã cảm thấy không ổn, lập tức ngậm miệng lại. Anh xấu lắm à? Không không, em không nói anh xấu. Ý em là con trai nếu có tài năng hay gì đó thì nghèo một chút cũng không sao, vàng thật ắt sẽ lóe sáng. Vậy em cho rằng anh vừa nghèo vừa xấu lại không có tài năng sao? Hóa ra trong mắt người khác mình tầm thường vậy à? Thích cảm giác bị coi là người bình thường ghê. Không phải, em không nghĩ vậy. Xong rồi, càng giải thích càng tệ. Anh ấy có bị mình làm tổn thương mà mắc chứng trầm cảm không? Không được, mình không thể mất bạn trai. Nghĩ vậy, Cố Thần Tây cứng rắn nắm chặt cổ áo tôi, nghiêm túc nói, anh nghe đây. Được rồi, anh hoàn toàn không tệ chút nào. Anh rất xuất sắc luôn ấy chứ. Trời, cô ấy đang khen mình à? Vẻ mặt lạnh quá, hơi sợ. Bước ra khỏi thang máy, đến một cửa hàng chuyên bán hàng hiệu. Nhân viên bán hàng trẻ tuổi lập tức mỉm cười tiến lại. Thích quần áo nào cứ tùy ý chọn. Anh thật sự không thiếu quần áo mà. Thưa anh, cửa hàng chúng tôi mới nhập hàng mới. Anh có thể xem qua, không mua cũng không sao, có thể thử. Không cần, cô cứ đi làm việc đi, thử một chút đi mà. Dáng người anh mặc cái này sẽ rất đẹp. Cố Thần Tây thấy tôi từ chối mua quần áo, hơi khó hiểu. Anh không thích mấy bộ quần áo này à? Tầng dưới còn có cửa hàng Burberry, hay là đi xem áo khoác dài của họ nhé. Thấy Cố Thần Tây nhất quyết muốn mua quần áo cho mình, tôi hơi không chống đỡ nổi, nhưng ngay sau đó lại có ý tưởng. Anh biết có chỗ bán quần áo cũng được. Chỗ nào?
Em đi với anh đến phố rau củ. Đến đây làm gì? Đây không phải chỗ mua rau à? Cũng có bán quần áo. Tôi cười bí hiểm. Rồi, đi tìm mấy sạp bán quần áo ở phố rau củ. Hai người vòng vo nửa ngày, vẫn không tìm thấy chỗ bán quần áo. Cố thân tay đi đến mỏi chân. Cô mở miệng hỏi, rốt cuộc anh đang tìm cái gì vậy? Vừa dứt lời, tôi đột nhiên chỉ về phía xa nói, em nhìn kìa, là Trần Chí Thụy và mọi người kìa. Chỉ có hai người các cậu thôi à? Vương Kỳ đâu? Cậu ấy đi hẹn hò với Tuyết Nhi rồi. Tôi với anh đi ra ngoài để bắt của tang bọn họ. Sao các cậu biết ra đây sẽ bắt được họ? Tôi lén xem điện thoại của thằng Vương Kỳ. Bọn họ hẹn nhau đến phố rau củ ăn lẩu cay. Đúng rồi, các cậu có thấy sạp bán quần áo nào không? Ở Nhị Kiến có ông chạy xe ba gác, kéo cả xe quần áo ra bán ở đó. Cảm ơn, các cậu từ từ bắt nhé. Bọn tôi đi trước đây. Anh Bi, em hơi ghen tị đấy. Chết tiệt, Hoa Khôi Trường lại chịu đi dạo chợ. Sau khi tìm kiếm nỗ lực, cuối cùng cũng tìm thấy sạp hàng rong đó. Chàng trai à, cửa hàng thực tế của tôi không trụ nổi nên mới ra bán rong đấy. Thấy cậu cũng hợp mắt. Ba bộ quần áo này 280, cậu lấy đi. Cố Thân Tây nghe lời chủ sạp, mắt trợn to. 280 mua ba bộ quần áo. Quần áo này mặc được thật à? Đắt quá, 50 thôi. Cố Thân Tây như con thú ngốc nghếch, mắt co lại thành hai hạt đậu nhỏ, nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Ông chủ nghe xong cũng lộ vẻ khó xử. Không được không được, giá thành một bộ quần áo của tôi còn không chỉ 50. Cậu định 50 mua 3 bộ. Vậy tôi chẳng lỗ sao? Vậy thôi không mua nữa. Tôi trực tiếp kéo Cố Thần Tây đang trong trạng thái mất kết nối, quay người định đi. Trong lòng đang đếm ngược 3, 2, 1. Ờ khoan đã, cầm lấy đi chàng trai. Đẹp, xứng vậy, mua đắt quá. 50 mua 3 bộ quần áo. Quan điểm giá trị của em sụp đổ rồi. Anh không phải bảo lỗ sao? Không thể để anh lỗ nhiều quá. Em suy nghĩ một chút, vẫn thôi đi. Không mua nữa, ông chủ thấy em định đi, trực tiếp bỏ ba bộ quần áo đó vào túi. Không sao chàng trai à, tôi lỗ chút cũng được. Chủ yếu là muốn kết bạn thôi. Thôi bỏ đi bỏ đi, tháng này sinh hoạt phí không đủ rồi. Mua quần áo xong, lại không có tiền mua mũ ấm áp cho bạn gái. Nói rồi tôi đặt ánh mắt lên chiếc mũ lông tai gấu nhỏ trong xe anh ta. Chi tiết cố ý này, lập tức bị ông chủ bắt được. Ô, anh ta cầm lấy chiếc mũ đó. Tôi cũng có mũ lông này, ấm làm đấy, mà còn rất có gu thiết kế. Cửa hàng thực tế bán cậu vài trăm đấy. 15 tặng kèm 3 bộ quần áo này luôn. Bán cho cậu 65. Tôi nhớn mày, cười với ông chủ sạp. Ông chủ, ông đã nói kết bạn rồi mà. 50 đưa hết cho em đi. Lần này ông chủ sạp do dự. 1 xu. Bán, đẹp. Thế này cũng có lãi. Trả tiền xong, tôi kéo Cố Thần Tây vui vẻ bỏ đi. Ông chủ cũng vui vẻ nhắn tin cho vợ. Vừa mở sạp đã kiếm 35. Tối nay mua sườn về cho em ăn, hi hi. Chỉ có Cố Thần Tây cảm thấy mình như đang mơ. Nhận thức cuộc sống từ nhỏ đến lớn khiến cô cảm thấy khó tin. 50 có thể mua 3 bộ quần áo, còn có một chiếc mũ dày. Mau thử xem có thích không. Cố Thần Tây cúi đầu nhìn chiếc mũ gấu con trong tay, hai chiếc tay gấu tròn tròn nhỏ xíu mềm mại kia. Cô thử đội lên đầu, gương mặt lạnh lùng đi cùng chiếc mũ dễ thương, tạo nên sự tương phản khó tả. Đây chắc là món quà rẻ tiền nhất mà Cố Thần Tây từng nhận kể từ khi lớn. Một chiếc mũ lông dễ thương hoàn toàn không hợp với cô. Anh yêu tốt với mình quá, yêu anh nhiều lắm lắm luôn. Đột nhiên Cố Thần Tây hét lên, hình như là em nói dẫn anh đi mua quần áo mà, sao giờ lại thành anh tặng đồ cho em vậy? Tôi lắc đầu, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Anh còn tưởng chuyện gì chứ? Không sao đâu. Cố Thần Tây cúi đầu suy nghĩ. Vào trung tâm thương mại em mua thêm cho anh 2 bộ nữa nhé. Ở trong ký túc xá anh thật sự còn rất nhiều quần áo mà, đừng lãng phí tiền nữa. Vậy em chuyển cho anh 50 đồng, mấy bộ quần áo này coi như em tặng anh. Không cần đâu, chỉ 50 đồng thôi mà, sao được chứ? Trưa nay anh mời em và Tiểu Hà ăn trưa. Đã tốn 80 đồng rồi, em nhất định phải giúp anh trả tiền quần áo. Mở mã nhận tiền đi. Nghĩ đến việc nếu mình không đồng ý, cô ấy sẽ thật sự kéo mình vào cửa hàng đồ hiệu. Cân nhắc một hồi, tôi vẫn mở mã nhận tiền. Tôi không mua quần áo. Cố Thần Tây cũng hết hướng đi trung tâm thương mại. Hai người quyết định tìm chỗ nào đó ăn cơm. Ăn xong thì về trường. Đột nhiên một đám sinh viên hoang dã tụ tập xem, thu hút sự chú ý của Cố Thần Tây. Ơ bọn họ đang làm gì ở đó vậy?